Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nhiều người giật mình với tuyên bố mới nhất của một tỷ phú trong top giàu nhất thế giới. Một tuyên bố này có liên quan trực tiếp đến bầu cử Mỹ năm 2024. Tỷ phú Elon Musk, tổng giám đốc hãng xe điện Tesla, đã cho biết vào ngày thứ tư ngày 6 tháng 3, ông nói rằng ông sẽ không quyên góp tiền cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào, dù là đảng dân chủ hay đảng cộng hòa theo Reuters đưa tin cho biết như vậy. Ông Musk tuyên bố như thế trên X trước kia là Twitter, một ngày sau khi ông gặp cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Một nguồn tin xác nhận với Reuters rằng ông Trump đã gặp tỷ phú Musk, một trong những người giàu nhất trên thế giới cùng một nhóm nhỏ những người khác ở Florida vào cuối tuần qua, giữa lúc cựu Tổng thống đang tìm kiếm một nguồn tiền mặt lớn để tranh cử. Nói một cách rõ ràng hơn, tôi sẽ không đóng góp tiền cho bất kỳ ứng cử viên nào cho chức Tổng thống Mỹ nào cả, ông viết trên X như vậy vào năm 2022. Nhà tỷ phú yêu cầu người Mỹ bầu cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm đối trọng với Đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden. Trong thời gian gần đây, ông chủ tập đoàn Tesla đã bắt đầu lọc lại những lập luận tuyên truyền với Cộng Hòa trên trang X theo kiểu Tổng thống Biden khuyến khích di dân đến Mỹ để họ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ và nhà tỷ phú vạch trần nhiều sự thật mà mình đã biết được có liên quan đến những dòng người di dân vào Mỹ bất hợp pháp và trong đó có những đội nhóm, có những thế lực tổ chức một cách bài bản cho những dòng người đó đến Mỹ một cách trơn trù. Chưa kể nhiều tiết lộ mà nhiều báo giới không dám phanh phui một cách công khai bởi sự hạn chế trong nhiều lĩnh vực liên quan đến vấn đề chính trị ông còn phát biểu nhiều câu khiến cho mọi người ngỡ ngàng là đằng sau những cuộc di cư bất hợp pháp đó thì trong đó cài cắm rất nhiều những thành phần có khả năng đem đến sự xáo trộn cho nước mỹ và đang đến tăng thương tang tóc bởi trong đó có rất nhiều những kẻ khủng bố trong những thế lực khủng bố mà được những nhóm người thế lực đang nuôi dưỡng và đang bao che cũng như là bảo kê để đi vào nước mỹ với mục đích khi cần thiết thì họ sẽ dùng những người đó để khống chế các chính trị gia. Và thậm chí đe dọa cuộc sống an ninh của đời sống người dân Mỹ. Kính thưa quý vị, bốn người bị truy tố vào ngày thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2024 vì đã giấu thi thể và hủy bằng chứng trong vụ nhiều bộ phận cơ thể người được tìm thấy trong công viên ở Long Island ở New York theo AP cho biết. Bà Amanda Wallace 40 tuổi, ông Jeffrey Markey, 38 tuổi, ông Stephen Brown, 44 tuổi, cả ba là dân làng Amityville và bà Alexis, 33 tuổi, vô gia cư, chưa bị truy tố tội giết người một ông 53 tuổi và một người phụ nữ 59 tuổi. Cả bốn người đều không nhận tội và được đã thả ra mà không cần nộp tiền thế chân tài ngoại. Thứ năm tuần trước, một cô gái đang đi học thì thấy cánh tay bị chặt nằm ven đường tại công viên Sotapon ở Babylon cách thành phố New York khoảng 25 dặm về hướng đông. Cảnh sát cho hay sau đó cảnh sát đã tìm thấy một cánh tay khác và một cái chân, tất cả những bộ phận đó dường như của ông 53 tuổi theo cảnh sát cho biết. Ngày hôm sau, chó chuyên đánh hơi thi thể người đã tìm thấy đầu cánh tay và vài khúc chân, những bộ phận đó có lẽ của bà 59 tuổi theo cảnh sát cho biết. Vào ngày thứ ba, người ta tìm thấy thêm nhiều phần thi thể cũng của hai nạn nhân này gần West Babylon và công viên Tiểu Wang cảnh sát loan báo cảnh sát chưa nêu tên hai nạn nhân này. Bốn bị cáo nêu trên bị bắt sau khi cảnh sát khám xét căn nhà mà bà Wallace, ông McKay và ông Rao sống chung. Tại phiên tòa sơ thẩm, vào ngày thứ tư công tố viên cho biết họ có nhiều bằng chứng quan trọng về bốn bị cáo như dao chặt thịt, dao cắt thịt, máu và video từ camera an ninh. Theo Newsday, công tố viên không nói rõ là họ đã tìm thấy những thứ đó ở đâu. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Tất cả 6 thi thể của gia đình gốc Việt được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy nhà xảy ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2024 ở tiểu bang Pennsylvania. 6 thi thể cháy đen được đưa ra khỏi đống cho tàn của căn nhà số 58 Lewis Avenue trong khu East Landau gồm Cảnh Văn Lê, 42 tuổi, Sương Lê, 40 tuổi, Britney 37 tuổi, Natalia Lê 17 tuổi, Nakhela Lê 13 tuổi và Xavier Lê 10 tuổi. Nhà chức trách tình nghi ông Cảnh đã bắn chết em trai mình, Sương Lê, em dâu và ba đứa cháu. Ông ta cũng bắn bị thương hai cảnh sát. Chúng tôi cho rằng các nạn nhân bị bắn rồi sau đó hoạn xảy ra. Nhưng hiện tại chưa biết chắc chắn liệu giả thiết này đúng hay sai. Biện lý quần Delaware Check cho hay kết quả giáo nghiệm tử thi sẽ cho biết nguyên nhân gây ra cái chết các nạn nhân bị bắn hay bị chết ngạt. Nhà chức trách ban đầu nhận được trình báo có trẻ bị bắn và sau đó lửa đã bùng lên từ căn nhà số 58 đường Lewis Avenue ngay sau tiếng súng. Chúng tôi vẫn đang tìm cách vào ngôi nhà từng chút một đưa các thi thể ra và thu thập bằng chứng, theo như bị cảnh sát cho biết. Mẹ của tên Cảnh bà Chín Lê cho hay bà nghe thấy con trai cãi nhau với cháu nội gái 13 tuổi trong phòng ngủ trên lầu. Người phụ nữ nghe được tên Cảnh nói sẽ đi lấy súng và đó là lúc chồng bà kéo vợ chạy ra khỏi nhà rồi tiếng súng vang lên. Bà Chín cho biết chồng bà ông Hương Lê là người gọi nai quần quần. Khi cảnh sát đến hiện trường ai đó từ trong nhà bắn ra làm bị thương hai cảnh sát một từ cảnh sát Lansdowne và một từ ti cảnh sát Iceland. Trong lúc hỗn loạn, cảnh sát dùng khiên chắn đàn đưa hai đồng đội bị thương đến nơi an toàn. Nhân chứng cho biết nghi can bắn từ trên lầu ba xuống. Người ta nghe tiếng súng đầu tiên rồi yên lặng. Hàng xóm cảnh sát hồi hưu Tracy cho hay. Rồi sau đó một loạt tiếng súng khoảng 4 đến 6 rồi thêm hai tiếng súng nữa. Đó là lúc cảnh sát đến. 15 phút sau ai đó trong nhà đã phong hỏa và chỉ trong vài giây lát thì ngôi nhà đã ngập trong lửa khiến cho cảnh sát và cứu hỏa phải tạm rút lui vì lý do an toàn. Lửa cuối cùng được kiểm soát vào tối ngày thứ tư sau khi thiêu rụi tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà. Chưa thể xác định được các thi thể ở đâu trong ngôi nhà vì toàn bộ cấu trúc đã bị sụp đổ. Theo vị cảnh sát cho biết, thi thể được cho là của cảnh lê được phát giác gần một khẩu súng được thu hồi trong đám cháy. Gia đình kể ra tuyên bố cho biết thân nhân quá cố của họ. Britney và Sương Lê là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong 17 năm qua. Họ yêu nhau và tận tùy với con cái, đại gia đình và người thân. Natalia Kakaya và Xavier đều xuất sắc trong học tập, nghệ thuật và thể thao gia đình cảm ơn tất cả những chia sẻ và cầu nguyện và cũng yêu cầu được riêng tư khi họ phải đối phó với đau đớn và mất mát. Nakela tham gia họ múa tại Katy Collins Dance ở Elan. Nakela là một cô gái tuyệt vời tài năng và một người bạn tuyệt vời. Cô ấy sẽ được mọi người nhớ đến. Trường đăng trên Facebook như vậy. Hiện chưa rõ động cơ vụ thảm sát trong khi tân nhân không nhận thấy bất cứ hành vi bất thường hoặc bất cứ dấu hiệu nào dẫn đến căng thẳng chết người vào ngày thứ tư. Hồ sơ tòa cho thấy cảnh Lê bị bắt vào năm 2006 tại quận Delaware và bị truy tố tội đe dọa khủng bố, đột nhập trái phép và hành vi gây rối công cộng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về hồ sơ này nhưng cáo buộc đầu tiên sau đó đã được bãi bỏ và anh ta được đưa vào chương trình phục hồi với hai tội danh nhẹ hơn, phải phục vụ 32 giờ cộng đồng và bị phạt là 1.400 mỹ kim và 1 năm quản chế. Ngoài việc chờ kết luận nguyên nhân gây ra cái chết, công tố dự tính sẽ khép lại hồ sơ thảm kịch vụ thảm sát làm rúng động cộng đồng địa phương, Bóng bóng gấu bông và hoa được người dân đem đến để gần căn nhà đổ nát. Cộng đồng vào tối ngày thứ Bảy mùng 1 Tết tổ chức thắp nến cầu nguyện từng nhớ gia đình anh Sương Lê tại công viên Jaden Community Park. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.